Thế bây giờ chào anh em nhá. Nhiều khi bán rẻ quá mà cũng ăn khó bán anh em nhá. Thì cũng lại về tiếp những đôi JB Mỹ. Anh em biết ba đôi này cũng là tiền trăm cả anh em nhá. Vì toàn hàng đẹp cả nhưng em mưu bán giá rẻ thôi. Hôm nay về tiếp tục thêm một đôi 4733A Mỹ tuyển chọn này. Một đôi 4731X bát còn 3 khoang. Một đôi 4733X xuất sắc luôn. Đồng thời ngày hôm nay mình sẽ test cho anh nghe về chất âm của cặp loa SX725, một trong những đôi loa được mệnh danh Lữ Hoàng Karaoke. Còn 525 thì cũng đã test buổi sáng ngày hôm nay rồi. Còn rất nhiều những cặp loa Mỹ khủng nữa. Anh em biết rồi, số lượng hàng như này thì biết nó là tiền tỷ chứ không phải nói tiền trăm nữa rồi. Nhưng giá thì hiện mình cũng muốn bán cạnh tranh thôi. Còn hàng đẹp hay xấu anh em nhìn bằng mắt thường, nhìn bằng qua camera, nhìn tivi, nhìn điện thoại đánh giá luôn. Quá đẹp rồi. Phải nói là những chân hàng tuyển chọn lung linh. Mới lắm anh em nhé. Tất cả hàng bán hàng mở cho anh em đầu tư. Nên anh em đến đây mua bán thì bên em tháo trực tiếp cho anh em xem từ quả bát, quả tép, từ phân tần, thùng thành, mọi thứ. Tuyển chọn kỹ cho anh em đầu tư. Như đôi 47 à, như đôi SX725 này thì buổi chiều nay mình cũng đã tháo cho anh em xem rồi. Mới lắm. Quá mới luôn. Và buổi tối này lại test cho anh em nghe về chất âm của cặp loa này. Nói đến cặp loa SX725 này thì nó phân khúc trên tầm của SX75. 75 thì mình còn 3 cặp nữa anh em nhé. Còn rất nhiều những cặp loa khác nữa như 525, 4738, SX825, Lê Sô, rất nhiều luôn. Nhưng ngày nay thì Miu lại test cho anh em nghe về chất âm cặp loa SX725. Giá Miu bán lẻ cặp này 57 triệu. Giá trên không mặc cả, không trả giá, không bao ship anh em nhé. Sau đây Miu sẽ test cho anh em nghe. Còn Crown Mỹ thì phải nói là như xốp luôn. Tuyển chọn kỹ. Sau đây sẽ cho anh em nghe về chất của đôi này. Mình đánh trên cục đẩy lát đúc ben 10.000 quy anh em nhá. Chưa cần đánh súp, bánh độc lập. Sai kính mời quý vị khán giả anh em thẩm âm cặp loa SX725 Lữ Hoàng Karaoke trên nền nhạc G-Mix. Thế giới em dành cho một ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Bởi thanh xuân em chẳng còn giống như em thua chân tròn, chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con. Tấm thân em chịu đoạn em nét kêu xa xưa đâu rồi, cuộc đời em giờ như màn đêm mù tối. Đơn đâu em phải một mình gánh trên vai chưa gia đình, ngoài ba mươi em chẳng có thế giới.
nói đến SX725 thì phân khúc gọi là uy lực đỉnh cao về âm thanh rồi. Độ phủ của đôi này rất là rộng luôn. Anh em chơi đôi này về lời ca tiếng nhạc thì không thể chê được. Một trong những đôi loa được đánh giá là đỉnh cao rồi. Hiện bây giờ chỉ bán duy nhất một cặp này giá hợp lý thôi. Mặc dù bên em còn hai cặp nữa anh em nhá. Hai cặp anh em nhìn này. Tất cả hàng tuyển chọn bao kỹ bao zin cho anh em đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.